Hello, xin chào anh em ha. Thì hôm nay mình sau những cái lần mà hướng dẫn cho anh em thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với những cái mà vấn đề cơ bản nhất ha. Đây là mình sẽ hướng dẫn cho anh em độ một cái micro không dây của loa kéo ha vào trong cái âm ly. Đấy, để chúng ta sử dụng vì anh em mua cái micro của loa kéo á, thì rất là dễ mua và cũng cái giá thành nó cũng rẻ hơn so với mấy micro gòi ha. Đấy. Mấy micro gòi mà anh em mua mà giá tầm 5-600 á, hoặc là 7-8-8 trăm hay giá mà không có được tiền triệu á, thì anh em nên mua mà Migo 7 ha. Còn những cái Migo mà bán mới trên thị trường á, thì hầu như chất lượng nó không có đạt lắm, anh em gắn vào dễ bị hú hí lắm. Rồi thì bây giờ trước trước tiên anh em chuẩn bị cho mình ha một con IC 7808 ha, hoặc là anh em có thể dùng 7809 cũng vẫn được. Đấy thì ổn áp 8V hoặc 9V nha. Rồi thì cái mạch thu của Migo lo kéo nè, đây thì anh em chuẩn bị cho mình một cái sợi dây chống nhiễu nha anh em. Đấy, sợi dây chống nhiễu là sao, là cái sợi dây ở bên ngoài nó có phủ một cái đường mát nè. Đây thì anh em quan sát thì sợi dây này sẽ có ba ruột. Đấy, thì anh em hàn vô ba cái chân này cho mình. Đấy, chân ao bên đây và ao bên đây đều 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 được, anh em muốn hàn bên nào cũng được ha. Chân GND với chân VCC, thì chân VCC chúng ta sẽ lấy nguồn ha, chân GD là chân mát và chân ao là cái chân tín hiệu xuất ra của cái bo này ha. Còn cái chân KC là chân khóa, thì ở âm ly thì chúng ta không cần phải sử dụng. Đấy, rồi thì đây là một cái mạch Migo nè, cái mạch chỉnh Migo của âm ly này ha. Thì mình lấy cái mạch đầu tiên luôn cho chúng ta dễ làm nha. Mặt đầu tiên luôn luôn đây. Đấy thì con IC nè 7808, thì cái chân 1 là cái chân vào ha, chân 2 chân mát, chân 3 là chân ga 8V. Đấy thì mình bẻ cái chân 3, bẻ chân 3 ra, bẻ chân 3 ra để chúng ta lấy nguồn ha. Rồi thì ở đây anh em sẽ thấy nè, ngay trên cái bớt 7 đây, ngay trên cái bớt mà để truyền xuống á, thì sẽ có bớt 7 ha, nó có 7 chân. Thì chân số 1 là chân 12 hoặc 15V, chân số 2 là chân mát, chân số 3 là chân V trừ ha, số số 4 là LG tín hiệu á. Đấy. Còn cái chân số số 5, số 6 là cái chân cho cái đường lên echo ha. Đấy. Thì mấy cái này không, anh em không cần quan tâm. Đây thì sẵn mình nói luôn thôi chứ anh em không cần quan tâm ha. Mình lâu quá mình cũng không làm âm ly, mình cũng không có nhớ rõ, nhưng mà anh em nhớ cho mình là hai chân đầu tiên là chân nguồn với chân mát. Thì anh em sẽ đưa vào chân số 1 và chân số 2 của cái con này. Ở đây mình có cái bớt thì mình sẽ cắm thẳng vô đây mình hàn luôn cũng vẫn được nha. Đây, cắm thẳng đây mình hàn luôn. Đấy. Rồi, ở đây mình sẽ cắm thẳng vô cái bớt này mình hàn luôn nha anh em, cho nó dễ. Rồi, chân này sẽ là chân mát. Ừ. Chân đầu tiên sẽ là chân lấy nguồn nè. Đấy, rồi. 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 Thì cái chân ga. Đây.
Đây ha, rồi. Rồi, ở đây mình sẽ lấy một cái điểm đường điện điện ra nè. Đấy, đây sẽ ra 8V ha. Rồi mình lấy điện từ cái nguồn này luôn nha anh em. Rồi. Rồi thì ở cái mạch này thì anh em sẽ thấy là sợi dây màu đỏ là mình hàn cái chữ VCC. Sợi dây màu trắng là mình hàn chữ AU nha. Rồi sợi dây màu đỏ VCC mình sẽ hàn vào đây. Đó, cái chân ga của 7808 ha. Rồi. Rồi, còn hai cái còn 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 lại ha. Một cái mình sẽ hàn vào cái tín hiệu nè, là cái chân số 3 của cái giắc 6 ly nè. Rồi, cái chân số 3 ha. Đấy. Thì làm này anh em lưu lưu ý nha anh em. Anh em lưu ý là cái chân số 3 này nè. Đấy. Là nó không có bị dính, nó không bị dính chung với cái đường mát nha. Đấy. Tại vì sao? Cái nguyên lý của cái bếp này, rất là nhiều anh em không biết nha. Đây, nguyên lý của cái bếp này anh em thấy không? Đấy, khi mà anh em cắm cái giắc 6 ly vô. Đây, khi mà anh em cắm cái giắc 6 ly vô nè. Thì mấy cái lưỡi gà lập tức nó đội lên anh em thấy không? Đấy. Cái gà lập tức nó đội lên 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 ha. Thì có một số mạch á là ba cái chân ở phía bên đây nè. Là nó hàn mát hết. Mát hết ha, mát hết để chỉ khi anh em rút cái tín hiệu này ra nè. Là tín hiệu đè tín hiệu nè, tín hiệu chân số 3 đè xuống đây là đè đè xuống vô đây. Là đè xuống xuống mát ha. Là nó tránh bị ù xì nhiễu, là coi như tín hiệu xuống xuống mát là coi như im re luôn, không có tiếng. Anh em làm cái nào cũng không ra tiếng nha. Bây giờ anh em phải để ý cái vấn đề này ha. Anh em gặp mấy cái trường hợp đó thì anh em phải cắt bỏ ba cái chân này đi. Cắt bỏ ba chân này đi thì anh em mới hàn vô cái chân này được nha. Đấy, còn không thì phải hàn vô con tụ ở phía ở đằng sau này thì cái vấn đề đó chỉ anh em làm nó hơi lu bu bu nữa. Anh em cắt ba chân đó là được. Rồi. Thì ở đây là cái điểm mát thì mình tìm một cái điểm mát nào mình hàn cũng vẫn được. Không không có nhất thiết là phải hàn cho cái bớt đó. Thì ở đây là để tiện cho chiều dài của cái cọng dây nè, thì mình hàn vô đây đây chân của volume ấy, thì anh em thấy nó cũng chung đường đường mạch thôi, mát anh nè, đây bên đây chung cái đường mạch thôi, có gì không có gì gì cả. Rồi rồi nha, rồi thu lại. Rồi chúng ta để cái mic vô ra ngoài này. Rồi em gắn lại thử cho anh em ha. Rồi sau sau khi mình gắn xong ha, rồi mình gắn lại ha anh em. Đây mình gắn lại y như cũ. Đấy. Đây thì cho anh em coi tận mắt cái này đây này, gắn lại y như cũ ha. Thì ở đây là cái video trước là hướng dẫn lấy nguồn cho cái Bluetooth nè với cho cái quạt. Rồi cái video này thì cho cái thằng này. Đấy, cho cái thằng này ha. Anh em có thể lấy nguồn trên đây, anh em phải lấy nguồn trên bo này không hề bị nhiễu nha anh em. Đây mở lên cho anh em xem đây. Đấy, nó chớp không? Rồi đây tôi mở lên nè. Đấy, do đang test cái lo nhỏ anh em nên là không có mở lớn. Đây tôi mở cái micro nè, đấy thì nó lên món đèn nhận sóng nè. Đây này tôi dẫn lên nè. Lên 1 2 6 7 8 9 10 lên 1 2. Đấy, nó rất là trong nha anh em. Đây đây cái lo mình thử nè, cái cặp lo phía trước anh em nhìn đó.
Đấy, nó không có bị nhiễu bị gì hết trơn nha anh em. Cho nên em lấy được mic nghe chăng đó là rất là ok luôn. 1 2 6 7 7 8 9 10. Lên 1 2 2. Rất là hay luôn nha anh em. Đấy, không cần âm thanh gì lớn ra này mình vẫn có thể hát được bình thường. Lên 1 2. Để anh đừng ngã lên lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến khi lạ, để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kia xa, cho anh thôi biết bao nghi si. Người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi, vì sao lại để anh vươn sầu trên khuya mình. Đấy, anh em rất là ok nha. Rồi. Thì cái video hướng dẫn cho anh em kết hợp giữa video trước, để tắt mic, kết hợp giữa video trước và video này thì anh em có thể hoàn toàn có được một cái chiếc âm ly tích hợp đầy đủ, chẳng khác gì một cái chiếc loa kéo ha. Để chúng ta có thể kết nối Bluetooth, xong rồi có micro sẵn để chúng ta ca luôn. Anh em mới cần giác một chiếc âm ly này để đi và kết nối loa và cắm nguồn điện là sử dụng thôi. Đấy. Còn nếu anh em nào mà có âm ly mà công suất lớn hơn 8 sò hoặc là 16 sò ha, thì có thể áp dụng cái biện pháp tương tự. Đấy. Tương tự cái này mình chỉ chạy cho 4 sò thôi. Đấy, thì này là anh em có thể set một cái loa. Loa bass 20 hiện bây giờ đó, loa bass 20, bass 20 hiện bây giờ mà cái loa cho dành cho cái loa sắp tay á anh em, thì nó hình như là anh em có thể mua con 51 4 ôm ha. Thì này nó có 2 kênh thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng 2 cái loa 4 ôm mà không cần phải lo ngại về vấn đề ghép nối nó phức tạp ha. Thì 2 kênh thì mỗi kênh một loa thôi, có thể anh em dùng 4 ôm hoặc 8 ôm đều được. Đấy. Rồi thì video này xin kết thúc nha anh em, xin chào tạm biệt anh em.